Xin được chào tất cả mọi người, chào tất cả anh em đồng nghiệp trên mọi miền Tổ quốc nhé. Thì hôm nay mình thu dọn đỏ gọn vào một chỗ nhé, mới lại những thùng ong chưa có ong vào, chưa có ong nuôi thì thu gọn hết vào trong kho để đậy lại đến chờ mùa ong năm sau. Năm nay về cơ bản cái cách mà nuôi ong tại vị trí đặt được bẫy được ở đâu đặt luôn ở đấy nuôi thì của em là phá sản nhé. Bởi vì sao? Bởi vì nhất là đặt nuôi đấy thì bị mất trộm rất là nhiều. Em bị mất, năm nay bị mất rất là nhiều, mất là nhiều ong. Có video thì quay cho các bác xem, có video thì không quay được. Có cho chỗ thì quay được cho mọi người xem, có chỗ thì không quay được. Thì năm nay được rất ít đàn, chắc được khoảng hơn 20 đàn. Thì nuôi thì bay đi bay lại còn khoảng mười mấy đàn. Mười mấy đàn là nó ở lại. Đấy thì nó rất nhiều vấn đề. Nuôi ong thì nó gặp rất nhiều vấn đề, mình nuôi thì mình mắc phải. Mỗi năm thì em nuôi trên dưới 40 đàn. Mà năm nay thì hơi ít. Năm nay thì thời tiết khá là đẹp, không mưa rét đậm như năm ngoái. Năm ngoái thì em nuôi cũng khá là nhiều đấy, hơn 40 đàn. Thu hoạch thì cũng khá, nhưng mà năm nay thì hơi yếu. Bởi vì là cứ bầy đỏ về thì mà nó bị động ấy. Động cái ong rừng này nó tinh lắm, là nó lại bỏ đi. Đấy. Thì không ở nhà về thấy đỏ trống không rồi. Cho nên ra phải năm sang năm lại quay trở lại về nuôi truyền thống. Bẫy về ở đâu thì bẫy mang về, mang quân về dồn vào thùng để nuôi thôi. Thì như thế mình sẽ kiểm soát được cái đàn ong. Nó ít bỏ đi hơn, mình chăm sóc được nó tốt hơn thì nó ít bỏ đi hơn. Thế còn mình lấy đỏ ở rừng về thì nếu mà đàn nào nó làm được đông rồi thì nó sẽ ở. Còn có đàn nó làm được bằng hai bàn tay nó sáp ấy, mà nó vẫn bỏ bởi vì nó bị động. Động là cái vị trí mà mình đặt thì ong không thích, nó bỏ. Đấy, thế là chia sẻ cho mọi người để lưu ý một chút về cái nuôi ong ấy. Những bác mà biết rồi thì bỏ qua nhé. Những bác ai mà chưa biết thì có thể biết để cách khắc phục. Thế thì hôm nay thì quay cho mọi người xem những cái đỏ này. Đây, bắt đầu cho vào kho đây. Đây là chuồng gà rừng đây. Đang ghép một con mái và con rừng giặc, nhưng con rừng giặc nó sửa lại chuồng, nó hơi nhát, nó vẫn chưa sung, chưa gáy mạnh nên chưa đạt khả năng nó một dạo nữa. Đây là hệ thống đỏ của em, tất tần tật những cái đỏ tròn và đỏ vuông. Đây là không phải đâu. Khoảng hơn 30 chiếc, đủ các chủng loại luôn ấy. Đủ các thể loại chủng loại, tròn vuông méo mó, nói chung là rất nhiều thành phần đỏ khác nhau, to nhỏ có hết. Chỉ rõ cây móc đây, năm ngoái lấy cây móc về khá nhiều nhưng mà năm nay thì vừa bị đau chân nữa là lười, là không đi làm mà không đi đặt được đó. Thôi bây giờ là cho gọn hết ở đây mà đậy lại thôi, chứ còn mình đỏ mà mình muốn bền ấy thì mình nên thu gọn về mang về nhà và đậy kín lại, chứ mình vất vả vất vật hoặc là để rừng thì hỏng hết, nó không được nhiều lắm. Cái công của mình làm đỏ thì nó mất khá nhiều công. Những cái đỏ nó, những cái đỏ như đỏ này thì nó có rỗng ruột sẵn thì không nói, như này nó rỗng ruột sẵn thì không nói, nhưng có những cái đỏ mà mình phải khoét ấy, mình phải đục ấy, thì nó mất rất là nhiều công. Đấy, mình lại cứ vứt ở rừng ấy thì là nó phí công của mình.
nên anh em và mọi người vẫn mang về gom gọn này vào sang mùa sang năm mình lại tiếp đi bẫy tiếp. Thế thì nếu mà đó mà mình đảm bảo thì có thể bẫy hàng chục năm bẫy ong, hết mùa thì mình lại mang về mình để gọn vào, mùa sau mình lại đi bẫy tiếp. Ở chỗ mình đây thì ong đặc điểm của nó cũng rất là nhiều, cái em chia sẻ rồi thì này. Cứ về mùa về mùa đông ấy thì thu đông là ong bắt đầu di chuyển để tránh rét, thế thì đi bẫy nó rất là hiệu quả. Mình nghĩ là khu vực miền Bắc này thì chắc chắn là nó là chỗ nào cũng thế, ong nó sẽ di chuyển để nó tránh rét ấy. Di chuyển từ cao xuống thấp, từ những hốc đất hốc đá vào hốc cây, thế thì đi bẫy rất là dễ. Nên ai chưa xem video này mà mà chưa biết cách bẫy ong thì có thể vào kênh của em nhé, xong bắt đầu vào xem những video mà em chia sẻ đi bẫy ong vài đàn về nuôi chơi có mật để ăn, nên nó rất là hiệu quả. Em không hề giấu giếm mọi người một chút gì, có gì mà em trải qua rồi thì em chia sẻ hết cho mọi người để cùng nhau phát triển, cùng nhau đi bẫy ong để nuôi và lấy mật ăn. Nếu mà nhiều địa phương thì ong rất là nhiều mật và có nhiều rừng nguyên sinh và có nhiều nguồn hoa vải, hoa nhãn hoặc là rất là nhiều nguồn hoa khác mà có vườn cây ăn quả nhiều, nuôi ong rất là phát triển nhanh lắm và mật cũng rất là nhiều. Đó. Thì rất cảm ơn mọi người đã trong thời gian qua đã ủng hộ kênh Tự Nhiên Đình Lộc của em nhé. Đấy, mong rằng mọi người sẽ ủng hộ em nữa trong những thời gian tới. Thì bây giờ giờ này thì em cũng ít đi rừng nên video cũng không được ra thường xuyên, mọi người thông cảm nhé. Video của em xin được tạm dừng tại đây nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau.